Bạn thân mến, hạt giống tin mừng được gieo vào tâm hồn chúng ta. Có nhiều người đã hợp tác thiện chí, chăm bón vun sới và làm cho cây cuộc đời lớn lên, sinh hoa kết trái dồi dào. Tuy vậy, cũng có những người vô trách nhiệm để mặc cho mầm sống ấy cằn cỗi, còi cọc và chỉ sinh ra trái đắng. Thiên Chúa vẫn luôn ban ơn chúc phúc vì bản chất của Ngài là tốt lành và thánh thiện. Nhưng việc đón nhận Chúa lại là tự do của con người. Con người được mời gọi yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Nhưng đó là một tình yêu tự do, chứ không phải một chế tài áp lực. Yêu Chúa và đón nhận giáo huấn của Chúa, đó là một đề nghị từ chính Thiên Chúa. Ai đón nhận sẽ được hạnh phúc an bình. Nhiều người trong chúng ta có cái nhìn bi quan về tương lai của giáo hội khi chứng kiến sự giảm sút trong thực hành đức tin nơi một số tín hữu. Chúng ta tin tưởng và hy vọng nơi Thiên Chúa, Đấng là chủ đích thực của vườn đời, mà mỗi chúng ta là một cây trồng trong thửa vườn mênh mông ấy. Nếu bề ngoài dường như khô cằn, thì bên trong sức sống siêu nhiên vẫn không ngừng tăng trưởng. Lời Chúa hôm nay chất vấn chúng ta: tôi có phải là một hạt giống tốt, hoặc là một cây màu mỡ xanh tươi trong cuộc sống thường ngày? Đâu là độ tín thác và hy vọng của tôi nơi Thiên Chúa quyền năng để luôn luôn lắng nghe, thực hành những gì Ngài truyền dạy? Là Kitô hữu, mỗi chúng ta hãy cùng lên đường gieo hạt giống phúc âm, thể hiện qua lòng nhân ái huynh đệ. Đừng ngại ngần gieo hạt, để dù ở những nơi xem ra không có hy vọng, vì Thiên Chúa là Đấng làm cho điều không có trở thành điều có thể. Lịch sử đã chứng minh điều đó. Hãy tín thác vào Chúa như Thánh Phaolô. Thánh nhân đã đạt tới lòng xác tín trọn hảo nơi Thiên Chúa. Đối với Ngài, sống hay chết không còn quan trọng, vì Ngài đã được Thiên Chúa bao bọc trong tình yêu viên mãn và tràn ngập hạnh phúc.